Đúng giờ rồi. làm hai lúa rồi chứ giờ quản lý trong nhà Đúng rồi, có đất, đó. Đất thì mình có mà không lẽ mình bỏ đúng rồi, phải làm chứ không thì ra ngoài làm hàng ngày được đó, nhưng mà giờ mình phải bỏ hết đúng rồi. Có lần chú Sáu làm thì trường nghề lại cho Long dạ giờ ba ông có cái nghề, ông là nghề giáo ông không có chuyện được chồng bọp bọp chú Sáu giờ năm nay mấy tuổi chú Sáu chú năm nay mấy tuổi không nhớ không nhớ tuổi chú không nhớ mà chú nhớ con là gì ê giỏi hay quá chú hay quá còn một tên nữa chú Sáu đặt cho con là tên gì hay quá hay quá chú hay quá chú Sáu nhớ hay quá hỏi anh Ngôn còn cái tên gì đó rồi cái tên Nguyễn Đạt là trên của chú Sáu đặt cho con đó là ba đặt ba đặt chú Sáu đặt theo tên theo bác sĩ ông bác sĩ Đạt phải không ba đặt á rồi mà chú Sáu giờ trong mình thấy sao chú Sáu khỏe có uống thuốc gì không sao không uống thuốc gì hết không thuốc long ba có uống thuốc gì không sao chú Sáu nói không uống thuốc không uống thuốc cao huyết áp chú Sáu uống thuốc cao huyết áp mà chú không nhớ không nhớ chú đang uống thuốc cao huyết áp chú nhớ không không nhớ chú không nhớ không nhớ chú Sáu biết chú Út Khánh vợ đâu không ở Canada ở Canada chỉ chú nhớ con chú còn nhớ chứ còn tốt lắm Canada nhưng mà chú Sáu không nhớ năm nay chú mấy tuổi sinh năm nào chú sinh Sáu sinh năm nào 36 chị 36 gì chú Sáu giờ là 81 tuổi năm nay là năm mấy không nhớ năm 2017 chú Sáu chú Sáu sinh năm 1936 tức là chú Sáu 81 tuổi chú Sáu còn trẻ lắm chú Út có gửi tiền về cho chú Sáu để cho cháu lấy tiền cho chú Sáu biết là hai lần hay ba lần gì đó nghĩa là không quá 4 lần đã có lần sao chú về lại với mẹ con chú Sáu ngoài thuốc cao máu chú có uống gì đâu không chú Sáu hả không có hả không có không có không có uống gì hết uống thuốc cao máu thôi đây chưa để cho ấy là chú Sáu đây chưa tiền là tiền của chú Út gửi chú Sáu đây tiền chú gửi Sáu chú Sáu biết bao nhiêu không 200 gì 200 tiền Việt Nam hay là 200 gì 200 đô đô 200 đô chú Sáu còn nhớ chú Sáu nhớ ok 200 đô vậy tôi đúng rồi đó là chú Út gửi về cho chú Sáu dùng chú đồng chú thấy chú Sáu nói đó chú thấy chú Sáu nói đó. Chú ở đâu Canada vẫn còn Canada chú vẫn còn Canada để chú Sáu nhớ nhớ rồi vẫn còn tốt nhưng mà chưa không tốt lắm cháu quay phim này về cho chú coi cho chú coi để coi chú Sáu tình trạng thế nào chú Sáu bây giờ thì mỗi tối nào mỗi ngày tầm ngày chú Sáu nằm đây coi tivi
À, chú sáu ngày nay con coi tivi hàng ngày, nhưng mà tối thì mấy đứa con dìu chú sáu lại cái phòng này ngủ đây. À, thu dân đó, thu dân là em út còn chiến đó, đó cho cái phòng cái giường của chú sáu từ đó. À, chú sáu ăn được không? Ăn được. À, thấy ngon không? Ngon. Bữa nay chú sáu ăn cái gì? Chú nói coi. Không nhớ được. Không nhớ được, ăn gì mới ăn đây rồi ăn không nhớ được. À, chứ mà mấy này nói chú ăn phở phải không? À. Chú nói ăn phở. À, chú, chú không nhớ mới ăn đây mà chú không nhớ. Chết tiền rồi chú. Không biết tiền gì đâu. Còn thiếu tiền còn còn Tuyết Tiên ở đâu? Tuyết Tiên ở đâu? Wow. Hảo? À, còn Thúy Tiên? Hả? Thúy Tiên ở đâu? Thúy Tiên ở đây. Thúy Tiên ở đây? Dạ. Dạ, Thúy Tiên ở đây. Vậy được rồi. Con mới về đây, chiều nay là ghé đây thăm chú Sáu. Chiều nào không đi? Ngày mai con đi. Mai con đi. Vậy đều đủ rồi, thâu từ giờ đủ rồi. Đủ để cho chú coi. Giờ tôi tắt máy.